Hi anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Idol này à? Tướng xấu quá nhỉ. Tướng này không biết đánh gì luôn anh em ơi. Chịu luôn đấy. Chờ ra Ngọc Đại thôi anh em ơi. Chả biết chờ cái gì. Khó nhỉ. Xấu lắm rồi em ơi. Nên chắc mình sẽ bán hết đi và hẹn gặp lại em sau chuỗi thua nhé. A few moments later. Hai em đây là mình sau chuỗi thua và tình hình là chả ai đánh chuỗi thua cả. Ai cũng đánh chuỗi thắng nên là mình còn có 7-8 máu ạ. Em dạo này không thích đánh chuỗi thua nữa. Không phải hot trend chuỗi thua nữa anh em ơi. Thằng là gì đi này. Mình chờ voi này. Bây giờ mình chưa biết đánh gì đâu. Bây giờ mình vẫn đang chờ thôi. Một con voi. Có một cái cung. Khá là kỳ. Thế thì mình sẽ xoay lại bài cung thủ cũng được. Nếu mà có thể. Dễ phải đánh cung thủ anh em ấy. Dễ phải đánh cung thủ thật đấy anh em ơi. Ok, tạm thời chưa có gì đặc sắc lắm này. Cho hai này floor đồ đi. Normal luôn anh em ơi. Chưa có ích lắm. Bây giờ mình chuyển một Ngọc Đại mà ra một Ngọc Đại khả năng mình xoay sang đánh hắc ám nhá, không thì chắc là phải là cung thủ anh em ơi. Phải là một tí cung thủ rồi. Nên là mình sẽ chờ nốt đồ nhá. Van heo này, mình lấy cái mình sẽ lắp cung thủ luôn vậy, yên tâm. Mà thấy chắc không giết được bạn nào rồi. Giết hai bạn, ok. 70 máu. Dùng máu nhanh quá, ai cũng lên 4 vàng, à là ai cũng lên 4 tướng hết à? Mình cọc vào đầu mình à? Cung thủ chắc luôn rồi anh em ơi. Không có cái... Không có đồ gì cho mình cả. Căng nha. Cung thủ chắc em khá là khổ đấy. 1, 2, 3 này. Tổ này. Nông man nè. Kinh con pháo thủ đi. Này đi anh em ơi. Tạm thời này nhá. Ám bỏ này. Nguyên tố cho này có lẽ bỏ. Đi tìm tìm Yon phát. Yon hai đồ tốc đánh với cả một cái giáp Gaia. Chắc là cũng sống được một lúc. Lo mong xin được một bạn nữa. Đam mê thì nhiều. Từ máu chuỗi thua 5 này. Chuỗi thua 6 này. Chuỗi thua 5. Senel đấy tạm cũng được. Senel 2 luôn à. Không thích lắm nhỉ. Không thích lắm. Ok, thua thêm 1-2 trận nữa thì vừa đẹp đấy. Thua thêm 2 trận nữa thì mình cũng còn khoảng năm mấy máu mình bắt đầu tìm tướng. Ron chết thì phải level 7 luôn không nhỉ anh em nhỉ? Trông có vẻ không ai đánh Yon lắm này. Ngoại trừ bạn này. Ngoại trừ bạn đấy ra. Mình cũng còn là rất là nhiều con Yon, 16 con Yon. Mình sẽ eco từ từ mình lên lên sớm luôn ta. Này có ám hoàng à? Hết nhỉ. 55 máu, một ván nữa chắc là xuống còn năm mấy máu.
Đây, chúng ta phải roll một tí rồi anh em ơi, không thấy một con do nào. Thấy một con do nào à? Khó ghê anh em ơi, khó ghê. Khó khăn đấy. Hay để ra đánh thú nhỉ? Đồ đánh thú được anh em ơi. Đồ đánh thú được. Này đi. Ra đánh thú một tí nhá. Ra trở lại đánh cung cũng được nhưng mà lo bên kia xin trước đi. Ok. Ui, floor mình xin trước à? Mất cái chuỗi 1 tỷ của mình rồi. Thú à? Chúng ta lại xoay bài tiếp nhá anh em. Thú Senel thì sao? Gì đây? Sân quỷ Chrissy nhá. Thú à? Tại không ra Yon em. Phải thiếu do lắm đâu mình. Thú thì bao nhiêu bạn đánh? Mình đánh thú đây. Còn bạn đánh thú đây. Ok. Chắc là chơi được em, chắc là chơi được. Ai được cung. Để cho Vera thì ừ, thôi đánh thú đi. Chắc đánh thú đâu ấy. Ok, đánh cho thú này mà lốc này. Một phát roll, một con thú nữa này. Bốn thú rồi này. Bỏ luôn anh em ơi. Đấy. Mà lốc vào đi. À, đồ sĩ vào đi. Sai tê ở giữa. Mà lốc vào. Lốc chỉ cho một cái hai kết nữa. Bạn này bỏ 1, 2, 3. Mà lốc đứng giữa ngon hơn anh em ơi. Đứng góc này nó nhảy hơi xấu. Thế chắc đã nhảy được. Mày vẫn nhảy một phát này. Nếu mà lốc đứng giữa ngon hơn, nhảy sẽ đẹp hơn. AT đứng cánh. Thôi một chuyện nữa. Vẫn nhiều máu quá anh em ơi. Sách thánh không? Thế lại xoay đồ sang cho ấy nhá. Xoay đồ sang cho hai AT nhá anh em nhá. Hai AT cầm Hecate à? Không, nó không ok lắm nhỉ, nhưng mà anh min cũng cũng được, nhưng mà chống cũng sao sao ấy à. Đồ một thương bắt đáy bên này, bắt lo đi anh em ơi. Cái này nhỉ, AT cầm hai kết nó sấy điên đầu phết. Chứ con Malok này cũng trông trông uy tín bằng uy tín bằng hai AT. Làm cho thêm tanh cho Malok, cho thêm tanh Malok. 38 máu lên luôn anh em ơi, lên luôn rồi tìm con teo phát, tìm teo thay hai con này. Hai kết vẫn cho teo tiếp. Phải xuống máu nhanh lắm. Nghĩ nhanh lắm. Think fast. Giòn giờ mới ra. Giờ mới ra thì quá muộn anh em ơi. AT ở luôn hai này bỏ đi. Cho Malok này vào con AT. Thì đến đây Quincy đứng đây cũng được này. AT ở đây. Đây đi. Sách thánh cho này 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 này. Trông nó vẫn yếu yếu hèn hèn quá vậy. Chết một con nữa đi. Chết hai con đi.
Ok, hai con là được rồi. Ép từng con một anh em ơi. Lên keo 2 phát, lên 6 thú phát. Sống sót anh em ơi, vẫn sống được. Đi đi à. Hai con này đi không này ngu quá. Nakazot. Stupid. Sắp đi anh em. Trông có vẻ sắp đi rồi đấy. Thường bắt đáy bên kia, bắt con Lily cũng được không quan trọng. Tanh này thôi. Bao xuống đáy, ok, xin con này. Ô sao xuống đáy bên này. Giữa. Quên mất anh em. Để lỗi đấy, phải để teo ấy thực sự là lỗi luôn đấy. Xong bắn mãi không chết 2T kia nhỉ. À, Nete không chết. Lily yếu thế. Phải thực sự xếp lỗi luôn đấy. Quá nhiều sai lầm trong một trận đấu. Yon cần Yon gì ta. Sai lầm Malok. Hay để Vera thay nhỉ, thấy thêm mình. À không, 4 pháp sư rồi. Này chống ổn. Teo 9 con chắc là đến teo 2 anh em ơi. Chắc là đến teo 2 một phát. Teo 2 Malok 2 phát. Dùn quá, đánh này dùn quá. Đi đây. Ơi ba đụ. Quên đấy. Mình cứ quên bị quên lấy thú anh em ấy. Rồi giờ chả thấy có thú nào luôn. Thứ hai để làm gì đâu anh em. Vera 2 và cầm mấy đồ tốc đánh à? Lily cầm 2 đồ 40 mana. Kỳ đấy nhỉ? Kỳ hơn cả kỳ với Cos xuống đây. Từ đây. Teo mình còn giáp một mệnh, ulti một phát nữa chết không thêm nắp không? Ok, chết nắp rồi. Voi 2 trông hơi trâu nhỉ? Trông dễ đi quá anh em ơi. Cho Vera vào. Vẫn chơi được anh em ơi, vẫn chơi được đấy. Chưa chết rồi đâu. Vera ma tộc. Chưa chết được. Suýt chết. Cũng phải gọi là suýt phát đấy. Phải gọi là đau tim phết đấy. Vera 3 đồ đi. Vera này ok này. Thú này. Đánh đồ. Vera cầm đồ kia được. Tên cho con thêm nó uy tín hơn là con teo kia. Hay là không nhỉ? Teo ok hơn em. Tìm teo 2 phát đi. Liều phát ra đi. Lights victory means truth. Đẩy hết góc bên kia đi nhá. Nếu góc này đi. Chưa ra con ấy nhỉ? Chưa ra cái con mà mình cần nhỉ? Con gì mình cần nhỉ? Quên sử tên rồi anh em. Não mình đang
Vera này vào lại được này. Thêm này. Cho Vera vào lại anh hay chơi bỏ Vera. Đã mình đang nhảy 100 km/h anh em ơi. Tìm đang đập thình thà thình thịch ba là boom này. Đến 9 này. Thiếu một con thú gì nhỉ? Quét à? Ừ, con quét. Không có gì, lên luôn. Vội vội thôi anh em ơi, sống vội thôi. Flo bắt đáy bên kia đúng không? Flo bắt đáy đúng không? Phong cát bắt đáy đúng không? Đi hết sang đáy bên kia nhá. Teo mình có truy hồn đúng không? Nhưng mà không sao, Teo mình bắn được. Đang Teo 1 này. Đang có Teo 1 này. Thánh 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 thánh. Pha sau anh em ơi. Và sau là mình sẽ có sạch thắng cho con cát quyền ấy. Má thật. Đây hôm nay theo không có đấy, quên sách thánh thật. Ê ơi, quên có sách thánh cho con cát ạ. Trời ơi, thế chết không anh em? Chết choáng. Ok. Ê ơi xong. Em tưởng mình làm đúng thứ rồi. Ba đồ này. Đã cũng bệnh sách thánh với à ấy. Cắt ba đồ này. Chí mạng cho con Teo. Ok. Ok rồi đấy. Đây rồi, chờ mãi em ơi. Luôn, sống vội. À, vòng sau mình lên. Vòng sau mình lên, đấy. Hai con thú này lên. Hai thú này, thay con Teo này đi. Teo này quét này luôn. Quét này đứng đâu nhỉ? Ma lốc mình muốn vẫn muốn nó đứng đây tiếp này. Mình không muốn con ma lốc này đi đâu. Ma lốc này mình không muốn nó đi đâu. Mình trên này trong ba đun đứng trên này nữa xong. Cho hết cái góc bên kia đi anh em ơi, bởi vì góc bên kia mấy bạn ấy đẩy thương hơn bên đấy nữa. Không bạn nào đẩy thương đáy, mình tiệm check thương đáy sau nhá, nhưng mà thấy các bạn ấy cứ đẩy cái góc bên kia, mình sẽ đẩy góc bên kia cùng với các bạn ấy cho vui. Sôi động vui vẻ. Này luôn. Nhưng Teo 2 nữa ngon. Teo còn 7 con. Team đang đập ba la boom ấy anh em ơi. Ôi team tôi. Vừa đủ đúng không? Sách thái. Cho đi. Ngọc đạn. Thôi cho đi. Correct. Bóng cắt. Bóng cắt cần choi hơn nhỉ anh em nhỉ? Cắt cần choi hơn đúng không? Lo bắt đáy bên kia. Bóng cắt cần choi hơn anh em ơi. Bóng cắt cần choi hơn. Mà lúc này cần bình thường. Lúc này cần bình thường thôi. Ok. Ok. Mà lúc đứng đáy này. Xuống đây tanh được này. Chết một con. Gì đấy? Nó choáng lâu quá vậy? Gì đấy? Mà làm tôi run quá à. Run lầy bẩy củ sấy luôn đấy anh em ơi. Quá, phải đi run lầy bẩy luôn đấy. Thật sự là sợ hãi đấy. Thêm một sách thánh nữa đâu nhỉ? Cho em được, chính xác là nó đấy. Đây rồi. Đẩy sang góc bên này nhá, mình check phải mình cái thổi rồng này, thùng lại thổi chéo này. Nó thấy thổi ở giữa nó thổi bên kia không? Teo bên này bên kia không? Rồng bên này cũng thổi vào giữa rồi không? Rồng bên này cũng thổi vào bên này thôi không? Ờ bắt đáy thương này không sao. Thả một thương cũng được. Cái này là ok này. Quét đứng vào đây. Ma lốc ở giữa nó cót xuống đáy này ok này. Đấy này là sẽ bị tanh về con ma lốc thôi anh em ơi. Ma lốc sẽ tanh hết chỗ đấy. Ok quá này. Ok anh em ơi, không có 4 máu. Chơi game chỉ liều ạ. Chơi game chỉ liều ấy mà. Ma lốc hay tết.
Có một bạn nào nhờ mình làm Yon ma tộc nhưng mà mình chưa làm được trận nào Yon ma tộc anh em. Muốn làm lắm nhưng mà chưa có dịp. Teo góc này à, Teo góc này bắn đâu ấy? Bắn con cát nhà mình à? Con cát mình có cho anh không sợ đâu. Ma lốc mình có cho rồi, mình có đi đứng trên trên bà lên trên này không? Trên bà trên này đó. Đây. Chợ uy tín anh em. Chợ uy tín. Phoenix đứng đây. Phoenix đứng đây thì tanh là ở một con von cát nào đấy. À Nakot. À, truy hồn vào đây à. Chơi được. Chơi được anh em ơi. Von cát cho Nakot một cát mình có choi. Chơi được góc này. Rồng thổi cũng chắc cũng được thôi. Trôn quả điên thế. Không có truy hồn nhỉ. Không giết được con cát này không anh em? Mày mất chết được rồi kìa. Trời ơi! May mắn thật. Chị hồn. Ở khi chạy chạy con cát rồi. Mình không nghĩ mình không cần được con cát bên kia anh em ơi. Không, 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 không. Chạy thôi. Chắc là phải chạy thôi anh em ơi. Mình vừa gặp bạn này rồi đúng không? Bây giờ gặp bạn này rồi dùng chi hồn bên kia. Đây là có xuống kia, là có xuống đây. Là có xuống đây, mình cho con crack này vào đây đi. Ok. Đổi góc này à. Nakot vào giữa à. À, kinh. Nakot vẫn bay ra bên kia không sao đâu. Nhưng mà mà lúc mình bị ăn CC, sao lại mà lúc mình ăn CC nhỉ? Mà lúc mình bị ăn CC nhỉ? Trường hợp không ngờ được là con Malok mình gọi ăn CC. Ai vẫn đai thua tay tao ta. Đen con Lily à? Ma thề. Nhớ lúc con Lily mình ghét con Lily lắm nhá. Kho chi hồn. Ừ pha này kể con rồng này sang chi hồn xong mới góc bên này. Trừ khi bạn để rồng xong mới góc bên này xong rồi bạn ấy đổi sang đây thì cũng hơi lo thôi nhưng mà rồng chi hồn bên này cũng làm sao đâu. Nakot này làm sao mà làm gì được không teo mình nhỉ. Quả đấy Malok không nhảy ở phát nào nên nó không còn một cái tanh gì ở giữa. Đúng hàng tanh ở giữa. Anywho, hết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích kịp truyền thì hãy like, subscribe và comment ở dưới những góc ý các bạn thấy giúp mình phát triển kênh nhé. Ok. Hãy trận top 3. Bye bye.